Là Mạnh đang trực tiếp tại nhà này của chú anh chị. Thủ phạm thì đã bắt được rồi cô chú anh chị, thủ phạm đã bắt được rồi. Người sát hại cả nhà đó đã bắt được rồi. Giờ là chuẩn bị đến giờ để mà tăng liệm đó cô chú. Giờ là chưa tăng liệm nữa. Bây giờ nó bốc mùi rất là nặng luôn cô chú anh chị, rất là nặng mùi luôn. Cái mùi nặng lắm, mạnh không có để đến gần được á, rất là nặng mùi của chú. Thì mấy ngày rồi mấy giờ liệm chị? Bắt được rồi. Bắt được à? Dạ. Bắt được. Đây nè. Giờ em thấy cái mặt cung hăng hết chứ à? Cười đâu có thể. Đó, bắt được rồi đó. Lên xe là có mặt còn biển nữa rồi, không ngang hết biết luôn. Đây để em coi ra. Bắt nè. Bắt cái này cũng giật nó cũng chậm thằng nha. Đánh, bắt được nó đó. Chú nó mạnh dạn bữa con lắm. Giờ đưa người nào vô là liệm nữa ha chị. Nghe nói 3 ngày biết chôn hả chị? Nửa 25 đó. 25. Dạ hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hiện giờ mình đang có mặt bên này xong trong vụ án chấn động Cà Mau cả nhà. Hiện giờ là ở trong nhà thì có một vụ án rất là chấn động. Bên kia xong thì mấy anh em an ninh trật tự rất là đông. Thì nói chung là thông tin từ báo chí thì cái gã chồng này thì sinh năm 2000 nha cả nhà. Thì trong hờ nói chung là 5 người đã ra đi cả nhà ơi. Một vụ án phải nói là hết sức là chấn động luôn. Thì không biết vấn đề này thì như thế nào. Hiện giờ thì cũng sớm tối. Nhà thì rất là khá giả cả nhà. Trời. Quá trời quá đất. Cái vụ này theo em là cái thằng chồng này nó có chơi đồ. Theo em nghĩ là cái nhìn cái khuôn mặt á với lại cái tướng tá thì thấy cũng còn ốm quá đúng không? Với lại cái nhà này thì theo như báo chí đưa tin á thì chồng này là chồng hờ, bà vợ thì sinh năm 1985, còn này thì sinh năm tới 2000. Trời ơi, nó cũng chênh lệch nhau nhiều chứ con. Chênh lệch nhau 15 tuổi. Hiện tại thì người vợ đang mang bầu song thai hai đứa con á. Trời ơi. Quá trời quá đất. Còn thi thể của mẹ của chị này thì tìm cách nhà khoảng 50 mét phía sau bờ vuông.
Thì mọi người thấy cái nhà này nói chung là cũng khá giả chứ không có nghèo. Đúng rồi, nhà khá giả mà. Nhà ở dưới quê, ở dưới quê chỗ này là rất là khang trang. Bà con đồng xóm đã đến rất là đông cả nhà. Thì theo mình được biết thì cái chị này là sống chung với cha mẹ, thôi chồng cũng hơn một năm rồi. Sống chung với cha mẹ với người chồng hờ đó. Nhưng mà không biết là lý do thì chưa biết được ha. Giờ cho cơ quan chức năng ta điều tra lấy lời khai làm rõ. Mình đã ở đây thì mũi rất là nhiều, anh em đang đứng thì mũi cao thì bao mũi. Bên đó thì cơ quan chức năng người ta đang làm việc, mình đúng không rồi. Thể nào mà mình vào trong được. Nói chung là câu chuyện này thì đã bắt được người chồng được trước sau cũng nguyên nhân làm rõ. Nhà mai có thôi, nhưng mà cái vấn đề anh nói với em như thế này nè. Là cái vấn đề là nguyên nhân từ đâu mà thằng này nó rất là đàn độc như thế, không? Mà cái người mẹ mà tại sao mà cách tới bờ vuông, tới cách nhà tới 50 mét, đúng không? Thế em nghĩ là chắc lúc mà ra tay, sát hại là con chạy. Bà hoặc là chồng bà thấy bà bỏ bà chạy ra bờ vuông, đó nên tên này chắc dí theo, hạ gục luôn. Nhưng mà không biết là phải nó che đậy, mà tính ra công an Việt Nam quá giỏi luôn, anh nói thật. Nếu mà nói về công an Việt Nam thì bậc thầy, nói về chẳng nhờ những vấn đề phá án đó, mới đó mà đúng lý ra là thằng hung thủ này nó cao chạy xa bay, đúng không? Tại vì cái đến đây thì mình cho theo báo chí thì trong những cái những người đó đã đông trong giai đoạn nó gọi là nó phân hủy, đúng không? Thì tức là mấy ngày rồi. Nhưng mà nếu mà thằng đó mà nó chịu đi thì nó đi qua tới tất cả các nước láng giềng được luôn rồi đó, đúng không? Tại vì nó đi bình thường mà, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là công an Việt Nam quá giỏi. Coi như là trong vòng chưa được, sau khi ấy là chưa được 24 giờ. Đúng. Sau khi phát hiện. Chưa được 24 giờ là công an đã, coi như là công an Việt Nam đã coi như là bế được hung thủ. Đã coi như là... Nghe nói là người con lớn của gia đình này nè, về đây nè mà thấy nhà khóa cửa. Rồi sau đó rồi nghe có cái mùi mùi á, mùi á, rồi mới báo cho công an xã đây nè, rồi người ta lại người ta phá cửa rồi người ta tìm thấy những cái vấn đề đó. Mà phải nói anh nói gì nói với công an Việt Nam là phá án quá hay. Đúng rồi. Như chẳng hạn chúng ta thấy, chúng ta so sánh những vụ án giống như là những vụ án cướp ngân hàng đi, em thấy không? Không có ai mà xài được cái tiệm ngân hàng hoặc tiệm vàng. Ngân hàng hoặc tiệm vàng không bao giờ mà coi như là chạy thoát được 24 giờ. Riêng không biết công an thế giới này sao, chứ riêng công an Việt Nam tới thời điểm này thì mình vẫn coi như là công an Việt Nam là số 1, không? Bởi vì vấn đề phá án là coi như là nhanh chóng, hiệu quả, xuất sắc, đánh nhanh rút gọn, coi như là mọi hung thủ là coi như là không thể nào mà coi như là cao chạy xa bay được, phải không? Bởi vì những người mà có những cái hành động hoặc là có những cái ý tưởng ha, mà muốn vi phạm pháp luật thì quên cái chuyện đó đi, phải không? Chứ nói chung là anh em mình cũng đang gọi là mong chờ những thông tin gọi là mới nhất từ bên phía cơ quan chức năng. Đúng rồi. Thông tin là sự việc lý do tại sao cái anh chồng hờ này lại ra tay với gia đình vợ như vậy. Đúng rồi. Chúng ta cũng chưa biết cái lý do là như thế. Đúng rồi. Thì bây giờ trước mắt là đã cái người nghi vấn đầu tiên là cái gã chồng hờ này đã bị tóm rồi. Còn phía sau đó là có hung thủ khác có hỗ trợ hay không, hay hoặc là có những có phải là hung thủ hay không, thì chúng ta cũng phải là chờ phía cơ quan chức năng người ta là đấu tranh làm rõ vấn đề này. Nhưng mà hiện tại thì trên báo chí cũng chưa viết rõ là những cái vết thương trên người của những người này nữa. Đúng rồi. Thứ nhất là mình chưa biết là anh này là dùng cái thủ đoạn gì. Đúng rồi. Hạ độc hay là dùng dao hay là dùng cái gì đó. Mình chưa có khẳng định được. Khi mà chưa thì phía thông tin báo chí chính thống thì chưa có kết luận. Thì mình cũng phải là chờ những cái kết luận của điều tra ha, rồi coi có đồng phạm, có nguyên nhân xuất phát từ đâu, lý do gì mà nó dẫn đến một cái câu chuyện phải nói là hết sức thương tâm như thế này. Trong khi đó cái người mẹ đang mang bầu song thai, đúng không? Một cái chuyện hết sức là thương tâm như thế, thì cũng xin thành thật là coi như là gửi lời đến chia buồn đến gia đình đầu tiên. Thì mọi con người mà ai cũng có được quyền sống, quyền cầu những cái hạnh phúc, nhu cầu hạnh phúc cho mình, nhưng mà cái sự việc đau lòng xảy ra đến một cái gia đình như thế, mà nhiều thành viên trong gia đình xảy ra một cái tình trạng coi như là ra đi mãi mãi như thế, thì hết sức là đau lòng.
thì mong rằng là những người thân ở lại thì cũng bớt cái sự đau lòng đó đi ha. Đây là một cái vụ việc gọi là chấn động Cà Mau. Đúng rồi. Một lúc đến 5 mạng người. Phải nói là 5 mạng chứ. Đúng rồi. Đúng rồi. Một người vợ mang song thai là 2 người với một người vợ nó là 3 người. Đúng. Và cha mẹ vợ nữa là 5 người. 5 người. Chúng ta thấy nhìn xa thì chúng ta thấy rõ ràng là ba cái quan tài. Bởi vì hai cái song thai lại còn nằm trong bụng chưa có chào đời. Cũng mới đây nhất thì cũng tại Trà Vinh cũng xảy ra một cái vụ mà người vợ ra tay với chồng là 38 nhát, thì cũng công an cũng bắt nhanh tóm gọn trong vòng một nốt nhạc. Nói chung là cái gì chứ riêng công an Việt Nam thì mình thấy cái vấn đề là truy trấn áp và truy bắt tội phạm rất là nhanh không có nha. Coi như là những cái vụ việc nghiêm trọng. Đúng rồi, những vụ việc nghiêm trọng là không bao giờ mà coi như là thoát được, không thể nào thoát được. Đó là cái điều chắc chắn luôn đó nha. Thì quý vị có thể thấy là ở xa này, đây là cũng tối rồi mọi người, nhưng mà mọi người thấy là những cái chú công an, những chú dân quân cũng là canh nha mọi người. Khó mà tiếp cận và rồi đó được. Nói chung á, thứ nhất cái vấn đề này là gì biết không? Cái vấn đề này thứ nhất là người ta chưa điều tra làm rõ vấn đề nguyên nhân dứt phát từ đâu, lý do là gì. Người ta cũng không có muốn cái thông tin là truyền tải trên không gian mạng xã hội nó sai lệch đi vụ án, làm hoang mang dư luận, làm gây hoang mang rồi gây mất an ninh trật tự, đúng không? Chứ còn cái sự việc này mọi người chia sẻ đều rất là bình thường, bởi vì báo chí đã lên ha. Mọi người thì có quyền chia sẻ, có quyền tự do ngôn luận, nhưng đừng có đi quá giới hạn của pháp luật cho phép, đó là cái điều chắc chắn. Cho nên là chưa có tiếp cận được người nhà, cũng chưa hỏi được, bởi vì cũng rất là khó. Thì chúng ta phải chờ thôi, chờ bên phía cơ quan chức năng người ta đưa những cái thông tin mới nhất, chính xác nhất. Rồi anh em mình sẽ chia sẻ cái lý do và cái nguyên nhân trong cái lúc mà xảy ra cái vụ việc này, anh này ảnh ra tay như vậy là trong lúc mà tình trạng như thế này. Đúng rồi. Có dính líu tới gọi là kích thích hay không? Kích thích hay không? Rồi nguyên nhân thù hận, giận hờn hay như thế nào, nguyên do là đúng rồi. Cảm gì đó. Đúng rồi. Tại vì theo mình có kinh nghiệm những cái vụ mà án trước đây thì những cái mà ra tay mà đồng loạt mà tàn độc như thế này là chỉ có nó xuất phát từ những cái mâu thuẫn. Em nghĩ là tình và tiền. Đúng rồi, tình và tiền. Mình nghĩ là như vậy, từ những cái mâu thuẫn đó. Chứ còn những cái mâu thuẫn mà cái dạng giống như là những cái lời nói này kia nọ thì mình nghĩ không đến nổi như vậy đâu. Có lẽ là mình nghĩ là một phần nào đó có thể là do những mâu thuẫn trong cái suy nghĩ. Hãy coi cái tên chồng hờ này thôi, nhìn như là được biết là không phải là dân địa phương ở đây thì phải. Như dân ở đâu á? Em cũng nghe nói là dân ở đâu chứ phải đây. Phía bên kia thì người ta đốt, hình như là người ta đốt cái đồ á. Đồ cũ hả? Đồ cũ của ba nạn nhân. Nhắc lại đây là 5 người nha mọi người. Nhưng mà có ba cái quan tài. Bởi vì là một người vợ đang mang song thai.